Lê Trọng Hùng là ai mà được GFA, VOA, BBC khóc kêu như vậy? Lê Trọng Hùng là công dân vi phạm pháp luật và phải bị xử lý theo pháp luật. Ở Việt Nam, mọi công dân, bất kể người đó là ai đều bình đẳng trước pháp luật. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tòa án Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và đã tuyên án phạt 5 năm tù đối với bị cáo Lê Trọng Hùng Hùng Gàn, sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên phạt quản chế bị cáo Hùng trong 5 năm từ sau ngày chấp hành xong hình phạt tù. Đó là hình phạt đích đáng cho kẻ vi phạm pháp luật, chống phá nhà nước và xã hội Việt Nam. Có lẽ việc xử lý còn quá muộn khi mà Hùng đã nhiều lần vi phạm pháp luật trong một thời gian dài nhiều năm. Thế nhưng, một số cơ quan truyền thông phương Tây thiếu thiện chí với Việt Nam như GFA, VOA, BBC đã khóc lóc cho Hùng với luận điệu cố gán cho nhân vật này, danh xưng Mỹ miều ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập, nhà dân chủ, vân vân. Từ đó nhằm lập lòe đánh lận trắng đen. Thực tế, Hùng đã có một loạt hành vi phạm tội có hệ thống trong thời gian dài, trước khi thực hiện chiêu trò tự ứng cử. Từ năm 2017, trong nhóm phong trào chấn hưng nước Việt, Hùng đảm nhận vai trò phụ trách đưa tin xuyên tạc lên mạng xã hội liên quan tới những vấn đề dân oan, xã hội, giáo dục mà chủ yếu là clip có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Việt Nam. Vì thế, trước đây Hùng cũng từng bị cơ quan an ninh điều tra triệu tập để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Với thủ đoạn lợi dụng những sơ hở của một số tổ chức, cá nhân, vấn đề nhạy cảm của xã hội, Hùng cùng với Lê Dũng Vô Va làm hàng nghìn video, clip xuyên tạc, thêu dệt thành những câu chuyện bịa đặt nói xấu chính trị đăng trên các kênh mạng xã hội. Để đối phó với cơ quan an ninh, khi đăng tải các video clip đó, các đối tượng đã không lấy biểu tượng logo phong trào chấn hưng nước Việt, mà chuyển thành CHTV. Gần đây, với fanpage Facebook CHTV Việt Nam, từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2020, Hùng đã tự làm, trực tiếp đăng phát nhiều video clip có chứa nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của nhà nước Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận. Vậy vì sao GFA, VOA, BBC vẫn cố tình bênh vực Hùng khi bị kết án? Thực chất, chúng chỉ nhằm muốn hướng lái dư luận hiểu lầm rằng chính quyền gây khó dễ cho những người tự ứng cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội. Thực tế, các tác giả, chuyên khóc thuê đã tô vẽ hình tượng, tung tin giả để bẻ lái vụ án, khóc lóc, kêu oan cho các đối tượng vi phạm pháp luật trước, trong và sau khi diễn ra phiên tòa xét xử. Đây là một chiêu trò quen thuộc của các cây viết khóc mướn cho các nhà dân chủ, nhà hoạt động. Nhưng dù các đối tượng có tìm mọi cách để ngụy tạo chứng cứ, cũng không thể bao che được các hành động phạm tội của Hùng hay của bất cứ ai. Vì vậy, GFA, VOA, BBC có đăng bài khóc lóc thì càng bộc lộ bản chất thiếu thiện chí và thiếu khách quan. Bởi dù có cố tình bẻ cong sự thật thì sự thật vẫn là sự thật.